Đây cả nhà, chuẩn bị tới ngày lễ của mẹ. Bằng mấy bóp chìa khóa, mình mang sưu tem đủ màu hết, sắp đẹp mà mong. Mấy con bóp chìa khóa thôi nha, 3 đồng 99. Còn này mấy cái trái tim nè, 9 đồng 99 cái. Ở dưới đây thì 4 đồng 99, nhỏ hơn, màu tím với màu hồng. Mấy cái trò chơi gì, bây giờ chơi gì không biết luôn. Này mấy cái ly, ly trà, ly gấu kìa, nhiều con, 8 đồng 90. Này để bóc lên đây nha, dùng cái túi. Còn này thì để trang trí, 14 đồng giảm 50%. Nên mấy cái hộp đựng nữ trang. Đây mấy cái ly je tem. Này thì nến này. Cái khay màu đỏ hoặc là cái khay màu trắng. Bỏ lên đốt. À, không có hồi này có nến khác, nhưng hồi này đốt khác. Cái ly. Còn này thì nến, cái tim. Chuẩn bị tới ngày lễ của mẹ đó nha. Đây. Họ bán đồ ngày cho ngày lễ của mẹ đây. Wow. Mấy cái hộp trà đổ lộ lượt trà nữa nha, mấy cái hộp đựng nữ trang. Này thì làm vòng đeo tay rồi, 19 đồng 99. Cái này có nến với lại cái tinh dầu thơm nữa nha. Đá để massage. Là mấy cái tim khóa đồng tử. Cái ly đẹp kìa. Cái ly. Đây chọc nó một cái ly. Cái này cái chậu. Cái chậu này với xịt đi vô gió thơm nè. Sổ. Mấy cái túi. Mấy cái túi đựng. Mấy cái len, một len móc. Cái gì ta? Nguyên hộp đẹp quá. Răng đi dê lịch đồ, cái trái tim bự luôn nha. Bán rồi cho ngày lễ của mẹ rồi, bị tới tháng 6. Còn đây là sách, còn sách kia. Này quần áo nữ. Hôm trước cũng có mấy bộ, mình cũng quay cho cả nhà xem rồi đó nha. Còn này dài dép. Dép này đế. Đế nó ngộ này. 39, 10 đồng đâu. 36, 37. Ôi đồ này cũng đẹp quá ha. Cái này thấy nhiều người cũng mang đó nha. Đi nghĩa êm chân. Đó, quần
Đây mấy con giống như bông rồi đó cả nhà. Đây cũng sách để tặng cho mẹ. Đây áo quần sọt rồi đó nha. Nó đầm 14 đồng mấy cái. Rồi hổm chất ít này thì chất nhiều hơn. Rồi mấy khung ảnh. Rồi 4 tháng 6 2023. Tôi zip 10 đồng. Đây bán áo người lớn thì 9.99, ít thì 4.99, này 6 tháng, còn này thì 12 tháng. Cái nhà áo cái đầm còn này mấy dài cao gót đủ màu. Cái quần cái này cái zip, cái váy quần. Còn mày hàng là đồ bơi nọ. Đôi dép luôn. Màu cũng đẹp quá. Đây là cái váy rồi. Cái ngày lễ của mẹ bắt đầu trưng bày đồ nữ ra bán quá trời. Quần áo nữ quá trời. Nó có mấy cái hôm trước mình cũng quay rồi cho cả nhà xem đó nha. Sơn chống tay. Bên này cũng áo đầm này nọ đây. Đây. Nhà thấy em đầm đủ đủ size đó nha, size lớn đó nha, tại vì tay họ bự con á. Cái quần ở cái quần Alibaba. Thì mình cũng dài ra cho đây nha cả nhà nha. Tại vì dành chút xíu nha cho ngày lễ của mẹ có gì thế nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp tiếp theo cả nhà nha.